Chương 69, Rimuru và mối liên hệ với Era. Hai người hãy chú ý cẩn thận, tôi nhìn sang Kirito và Asuna, tuy CL đã có đánh giá về sức mạnh mà họ đang sở hữu nhưng không thể chủ quan, cả hai người vốn dĩ ban đầu là cơ thể của người bình thường và chỉ mới được cường hóa gần đây nên không có gì đảm bảo 10 phần là họ đã khống chế và đồng hóa được tất cả. Chưa kể đây là trận chiến giữa những thực thể có quyền khống chế cả một chiều không gian. Cậu cũng phải cẩn thận đấy Rimuru, nghe tôi nói hai người quay sang, Kirito cũng nhắc nhở tôi. Tôi mỉm cười và gật đầu để đáp lại, sau đó liền chuyển mục tiêu sang Nun, hiện tại không có thời gian để trò chuyện hay trao đổi với nhau điều gì. Asuna, thấy tôi đã vận chuyển ma lực, Kirito và Asuna cũng biết được trận chiến đã đến lúc bắt đầu. Kirito nắm lấy tay Asuna rồi ngật đầu. Sau đó ma lực hai người được vận chuyển, hình thái thật sự mà họ nhận được từ danh hiệu lần đầu tiên xuất hiện, vù vù, hai nguồn ma lực mang đặc tính của bạch quang và hắc quang bao quanh cơ thể một bộ giáp nhẹ bao phủ toàn thân, cơ thể vật lý cũng được chuyển sang dạng linh thể. Với Kirito là một màu đen tuyền ma lực hắc quang tràn ngập bề mặt, kèm theo phía sau là hai thanh kiếm mang những hiệu ứng đặc biệt. Còn Asuna là một màu trắng ma lực bạch quang xoay quanh, kèm theo là một thanh kiếm dài nhẹ nó có thể thay đổi hình dạng thành một gậy phép hỗ trợ sử dụng ma pháp, linh nguyên chiến phục, khi hai người chuyển đổi trạng thái và hai bộ chiến phục xuất hiện. Cả chiến trường lập tức rơi vào im lặng chỉ ngoại trừ Aki và Kaira là không phản ứng gì với chuyện này, ngài ấy đã đưa ra quyết tâm rồi. Ajax, Teyra, Zaya và Luna nhìn thấy trạng thái của Kirito và Asuna liền hiểu ra mọi chuyện, điều này làm cho họ muốn sụp đổ nhưng hiện tại không thể hiện ra. Họ còn những trận chiến chưa xử lý xong. Xem ra Kaira đã đánh cược toàn bộ vào hai người họ rồi. Từ những thông tin nhận được từ CL, trạng thái của Kirito và Asuna hiện tại có thể sánh ngang với tôi và những người khác đang có mặt ở đây. Không những thế, hai chiến phục đó vốn dĩ là của Era và Kaira. Era đã dùng những mảnh vỡ từ quả cầu khi họ được sinh ra để chế tạo. Sẽ không là nói quá nếu coi chúng là thứ mạnh chỉ sau hai người họ. Ồ, Kaira, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng ngươi có nghĩ lần này cược đúng không đó? Ha ha ha, Nun cũng bất ngờ, cuối cùng hắn cũng biết được gần như toàn bộ ý định của Kaira. Nhưng hắn không cho rằng Kaira sẽ thành công khi đánh cược lên hai con người nhỏ bé, ngoài ra hắn rất muốn chiếm lấy chúng nhưng lại không thể, chỉ khi nào nắm giữ trong mình sức mạnh của Era và Kaira thì mới được chấp nhận. Ta thấy có hứng thú rồi đấy, bị Kaira và Aki phớt lờ. Nun không thèm để ý đến nữa mà chuyển mục tiêu sang hai người Kirito và Asuna. Hắn thấy hiện tại hai người chưa hoàn toàn nắm giữ được quyền năng mới nên cần phải tiêu diệt ngay lập tức. Nếu để kéo dài tình thế có thể sẽ nguy hiểm. Rạch ầm, không một lời nói, Nun biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay bên cạnh Kirito và Asuna. Một cầu năng lượng nhắm thẳng vào họ. Cẩn thận đấy, tôi đã đề phòng hắn ta nên ngay lập tức xuất hiện và chặn phía trước, nhưng vẫn không thể ngăn được toàn bộ. Nun đã tính toán đến cả việc tôi sẽ can thiệp vào. Ầm, một quả cầu khác tách ra tiếp tục bay đến. Kirito nhận ra nguy hiểm liền tiến lên phía trước. Một kiếm chém ngang qua quả cầu thanh còn lại biến đổi thành la chắn bảo vệ phía trước. Bị chém đứt, quả cầu ma lực liền nổ tung. Không gian bị phá thủng một lỗ và đẩy lùi hai người Kirito ra sau. Này, hai người không sao chứ? Tôi vội vã quay về phía sau. Cả hai đã bị đẩy lùi ra sau khá xa nhưng may nhờ có bộ giáp mà không bị ảnh hưởng gì nhiều. CL, cùng nhau thu hồi tên đó lại nào. Vâng, thấy họ không sao tôi quay sang bàn bạc với CL. Tên này không dễ đối phó, hắn ta thậm chí còn dự đoán được việc tôi sẽ can thiệp vào sự việc vừa rồi. Những khu vực khác cũng xảy ra những trận chiến lớn, những thuộc gần như mỗi người đều phải chiến đấu cùng lúc với hai, ba niệm thú một lúc. Riêng Konji, Jiko, Misa, Sokai và Diabo phải đối đầu với năm niệm thú vương bị hắc hóa. Mỗi trận đều có sự căng thẳng và náo nhiệt khác nhau. Milim và Vendora cũng tương tự, đối thủ của họ cũng thuộc chủng loại long tộc và cấp bậc cũng không thấp hơn với họ, vậy nên những áp lực về chủng loài không được vận dụng, thay vào đó phải sử dụng chính sức mạnh của bản thân để đối đầu, phục phục, tái tạo ra thanh kiếm mới, tôi nhanh chóng xuất hiện chỗ Nun và tung ra một vết chém ngang. Ken Ken, Nun nhận ra liền đưa tay chống lại, một lớp giáp ma lực được hắn ta bọc bên ngoài. Đặc tính hắc hóa của nó bắt đầu ăn mòn thanh kiếm, cơ thể hắn đã hấp thu ma lực từ Aria nên cũng có những hiệu ứng tương tự. Những đặc tính bản nguyên không có tác dụng lên Nun, nhân lúc tiếp xúc CL liền phân tích được sức mạnh của Nun.
Quả thật cơ thể của Ryo đã trải qua nhiều chu trình trong hư giới vậy nên đã tương thích rất tốt với sức mạnh của Aria. Hiện tại khu vực này lại gần lõi hệ thống vậy nên hắn gần như miễn nhiễm mọi hiệu ứng. Ta nói rồi mà, ngươi hiện tại không thắng được ta đâu. Nhìn lưỡi kiếm bị nắm gọn trong tay, Nung liền chế giễu và coi thường sức mạnh của tôi. Theo như CL thì đúng là hắn miễn nhiễm đa phần các hiệu ứng. Nếu vậy thì dùng sức mạnh để đánh hắn đi, cũng lâu lắm rồi tôi chưa dùng toàn lực. Vừa nói tay còn lại của Nung đồng thời nắm lại và đâm thẳng vào người tôi. Một sức mạnh không tưởng sức ép của nó làm cho những tế bào như vỡ ra, phút âm. Hắc bạch song phá, lúc này Kirito và Asuna cũng tham gia, hai người đồng thời lao đến, Asuna tốc độ nhanh đâm thẳng vào người Nung, khi hắn đưa tay để đỡ Kirito liền liên tiếp hai kiếm chém qua người, phục, chiêu thức của Asuna ép cho Nung phải dồn ma lực vào gia cố, đặc tính bạch quang lan tràn ra muốn thanh tẩy hắn ta. Còn kiếm chiêu của Kirito không gây tổn thương gì nhưng để lại được những vết kiếm. Nhìn thấy kết quả hai người liền đồng thời lùi ra sau, xoẹt xoẹt ầm, một vụ bạo phát ma lực xảy ra ngay sau đó, các ngươi khá là nhanh nhẹn đấy, để lại lời nói còn Nung thì nhìn vào cánh tay, tuy không bị thương nhưng nó đang run rẩy. Đặc tính bạch quang trên người Asuna mạnh hơn của Nung nên đã đè ép khả năng phòng ngự của hắn xuống, em sẽ tiến hành cởi bỏ giới hạn cuối cùng. Người hãy chuẩn bị đón nhận cơn bão ma lực sắp đến, CL cảnh báo, sau khi giải mã được đống thông tin từ Athi, CL và tôi lại một lần nữa tìm được bí mật. Mỗi thực thể hay sinh linh nào sinh ra đều có một chút dấu vết linh hồn của thực thể Era gắn trên đó. Điều đó nhỏ yếu đến mức không có tác dụng gì, nhưng với tôi và CL lại khác, khi tiếp nhận co tôi đã có quyền nắm giữ ma lực bản nguyên. Chìa khóa đầu để khai mở ra con đường kết nối đến Era. Điều mà sẽ không có một thực thể nào có thể làm được. Vì không ai có linh hồn đủ mạnh để chứa đựng cả thông tin và nguồn ma lực bạch quang, nhưng tôi lại có sự khác biệt, nhờ có CL tiếp thu những thông tin nhận được, nên tôi chỉ việc tiếp nhận nguồn ma lực và từ từ tiếp cận đến kiến thức được CL bảo quản. Đó cũng là lý do tại sao CL lại có quyền truy cập vào hệ thống. Nếu không có điều đó, bất cứ ai cũng không thể làm như thế được. Được rồi, kết nối đi CL, rắc rắc, nhận được sự đồng ý CL liền tiến hành giải phóng ma lực. Một nguồn ma lực vô cùng vô tận bùng phát, ban đầu tôi không thể khống chế được nó nên đã làm cho không gian nứt toạc ra một mảng, Era. Ngươi có đặc quyền của Era. Ha ha ha, tốt lắm, vậy chỉ cần cắn nuốt ngươi sau đó đến lượt tên kia thôi. Bất ngờ với đặc tính bạch quang đậm đặc, Nung liền không còn lơ là mà trở nên nghiêm túc. Hắn đã chứng nghiệm được một chút từ Asuna, nên biết được sự khó chịu của nó là như thế nào. Tôi sẽ lo phần ngăn chặn đòn tấn công, còn hai người hãy lo về việc gây tổn thương cho hắn. Cuối cùng cũng khống chế được. CL cũng chính thức có được tất cả quyền năng. Còn vết rách không gian thì vẫn còn đó mà không lành lại, giống như một con mắt đang nhìn mọi thứ diễn ra. Xa xa Athi nhìn về tôi nhưng không có chút biểu cảm gì, như thể đã biết được mọi thứ. Mặt khác, khi tiếp nhận hoàn toàn thông tin từ Era thì tôi biết được Athi là niệm vương đứng đầu của niệm thú. Sau khi mất đi Era, Kaira buộc phải giải phong ấn bạch quang trong cơ thể để tiêu diệt những niệm thú đang dần phát triển. Khi đánh bại niệm vương thực thể thứ ba, Kaira đã không tiêu diệt mà coi nó là bạn, rồi còn đặt tên cũng như truyền đạt cho Athi mọi thứ mà cậu và Era biết. Một nguyên nhân khác đã làm cho Kaira quyết định như thế là bởi vì Athi khi đó không có ý muốn tiêu diệt hay phá hủy thứ gì. Cô chỉ muốn được tự do trải nghiệm chúng. Sau khi trải qua nhiều chu kỳ khác nhau, cô cũng có ý tưởng như của Era, nhưng đã bị Kaira ngăn lại và kể mọi thứ đã diễn ra. Nghe câu chuyện Athi có một sự đồng cảm, thậm chí cô còn thấy được ý định tiếp theo mà Kaira sẽ làm. Đoán được kết quả, bỗng nhiên cô không muốn mất đi người duy nhất này, vậy nên đã quyết định đi cùng để giúp đỡ và thay đổi điều tệ nhất. Vù vù vù, khu vực lõi hệ thống, Kaira đã tiến đến gần nó và đặt tay mình lên. Cậu tưởng tượng ra được Era đang bên trong đó, Hira, cậu thực sự muốn làm như thế sao? Athi phát hiện ma lực dao động, cô không khỏi quay lại nhìn bóng lưng người đang chạm vào quả cầu và vận chuyển ma lực. Athi, cho ta xin lỗi nhé. Đến cuối cùng tớ lại phải nhờ cậu một chuyện nữa rồi. Hãy khôi phục họ giúp tớ, một giọng nói không có cảm xúc nhưng lại ép phải có cảm xúc vang lên, sau đó là hai quang cầu bay ra, bên trong là hai người Benimaru và Jejeon đang được tái tạo lại cơ thể, linh hồn được lưu trữ tròn lõi cũng được đưa ra nhập hai cơ thể đó. Cậu đâu cần phải làm như thế, không phải chỉ cần Nung bị tiêu diệt là Era có thể khôi phục sao?
cậu biết mà đúng không, nơi này đã bị đánh dấu rồi, chỉ cần đến lúc chu trình trống vận hành, nó sẽ bị những quy luật xóa bỏ. Việc cưỡng bức mở cổng chuyển người từ đại chu trình khác sang đã làm lộ hoàn toàn vị trí của hư giới. Rất nhanh thôi thế giới này sẽ phải sụp đổ theo đúng quy luật. Thế cậu định làm gì với nó đây? Athidiet không còn một nơi nào mà không bị ảnh hưởng bởi những quy luật. Nên cô thắc mắc Kyra sẽ làm gì tiếp theo. Dù cho thế giới có bị phá hủy thì tớ cũng sẽ tách Era khỏi thế giới này. Sau đó cậu hãy để cô ấy bên mình, vì những quy luật kia không áp dụng cho những thực thể như chúng ta. Còn cậu thì sao? Athi cũng đã dự đoán được nhưng cô vẫn cố hỏi lại. Cô hy vọng kết quả sẽ được thay đổi. Era mạnh hơn tớ và cô ấy cũng không đồng ý việc hy sinh tất cả giống loài trên hư giới chỉ vì bản thân. Nên tớ, được rồi cứ làm những gì cậu muốn đi. Mặc dù chưa nghe hết nhưng Athi biết được cuối cùng thì cô cũng không thay đổi được gì. Cảm ơn cậu, Athi, một lời cảm ơn chân thành. Sau đó Kyra tập trung vào mục đích của bản thân. Chương này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã nghe truyện đến lúc này. Anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và comment góp ý cho mình nha. Hẹn gặp anh em ở chương sau.